Em có thông tin hai lô đất diện tích 61 m², mặt tiền 5 m. Trong đó thì có một lô góc và một lô thường, địa chỉ tại thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Hai lô đất này thì nằm ngay trên mặt trục chính kinh doanh và là băng 1 của đường quốc lộ 2, đường 2 ô tô tránh thoải mái, cho tiềm năng kinh doanh rất là lớn. Các anh chị quan sát thì dân cư ở đây cũng rất là phát triển. Ở bên dưới này một chút thì rất là nhiều nhà, rất là nhiều hộ dân đang xây dựng căn nhà biệt thự rất là lớn. Đường ở đây thì đường thông tứ ngã, vị trí thì cách rất là gần so với cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài, rất là thuận tiện cho các quý anh chị làm công nhân cũng như là các đang công tác trên địa bàn xã Phú Cường. Dịch ở bên dưới một chút chính là ngã ba trục kinh doanh thì kết nối vào đường quốc lộ 2. Tiện ích ở đây thì khá là gần trường, gần chợ và các siêu thị lớn. Dân cư thì rất là phát triển và hòa đồng. Các quý anh chị quan tâm kết nối Zalo cho em Hùng theo số điện thoại 0978 44 393 để em Hùng hoàn toàn những thông tin chi tiết về bất động sản này cho các quý anh chị. Ngoài ra em Hùng còn cung cấp dịch vụ đo đạc hoặc hỗ trợ các anh chị xử lý các thủ tục liên quan tới bất động sản, cũng như các anh chị cần hỗ trợ vay vốn thì liên hệ trực tiếp cho em Hùng, hoặc các anh chị có thể bình luận ở bên dưới phần bình luận của video này. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.